và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Huỳnh Phương kể nghịch lý của chuyện giảm tiền thuê nhà mùa dịch. Huỳnh Phương đã không nói thành lời khi nhận các thông báo từ chủ nhà giảm tiền thuê nhà mùa dịch Covid-19. Khoảng gần một tháng qua, tình hình dịch bệnh luôn được người dân khắp nơi quan tâm đặc biệt. Theo đó, các cơ sở dịch vụ kinh doanh đều phải tạm thời đóng cửa để tránh tình trạng tụ tập đông người. Hàng loạt các nghệ sĩ trong showbiz Việt cũng tuân thủ và đóng cửa hàng. Trong số đó, Cao Thái Hà, Huỳnh Phương được chủ nhà chủ động giảm tiền thuê mặt bằng để cùng hỗ trợ nhau ở thời điểm này. Huỳnh Phương từng chia sẻ tin nhắn được giảm tiền thuê nhà trong những ngày đầu dịch diễn biến. Nam diễn viên kể nghịch lý chuyện được giảm tiền. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bạn trai Sĩ Thanh đã cập nhật thông tin về việc mình được hỗ trợ tiền thuê mặt bằng trong giai đoạn không thể kinh doanh, không thu lợi được từ công việc. Cụ thể, anh kể câu chuyện mà mọi người phải cười ra nước mắt. Mới nghe tin chủ nhà giảm 50% tiền thuê rất nước mắt. Chuyện là có thuê 4 cái nhà, 2 cái giá 20 triệu một tháng. Thì chủ nhà tự thấy tình hình và chủ động liên hệ giảm rất trân trọng. Còn 2 cái kia, một cái là gần 100 triệu một tháng, một cái là gần 300 triệu một tháng. Và mình chủ động xin giảm thì đều nhận được đúng một câu: cứ làm đúng hợp đồng đi em, thế đấy. Tấm lòng con người không tỷ lệ thuận với sự giàu có của họ. Lời tâm sự của Huỳnh Phương khiến khán giả không nói nên lời. Thành viên Nhóm Pháp TV phải tính toán đủ kiểu để có kinh phí gồng gánh cho qua mùa dịch. Ngay lúc này đây, nam nhạc sĩ Only C cũng rơi vào tình cảnh chung lao đao vì tiền thuê nhà. Chủ nhân hit, anh không đòi quà cho hay. Chủ nhà bên anh là một tập đoàn và đợi làm thủ tục xin gia giảm. Chắc sẽ phải mất đến năm sau. Bên cạnh đó, mặt bằng Only C kinh doanh nước uống cũng chỉ được giảm 15%. Only C cũng khó khăn tiền nong thuê mặt bằng. Huỳnh Phương tiền không đáng để cãi nhau. Anh bày tỏ sự không hài lòng khi nghe câu trả lời sau khi được giảm tiền. Vẫn câu nói quen thuộc là làm ăn lời có cho thêm không. Sau giờ đòi giảm, họ không hiểu được chuyện làm ăn lời lỗ với trường hợp bất khả kháng. Bên cạnh đó, nam diễn viên hài còn liệt kê cả một bất khả kháng trong hợp đồng mà trước đây mình ký kết. Anh khẳng định, nếu đúng hợp đồng thì có quyền không thanh toán luôn, nhưng tiền không đáng để cãi nhau, quan trọng cái tình thôi. Cụ thể, lời giải bày của Huỳnh Phương với những ý kiến trái chiều về việc gia giảm tiền thuê. Được biết, căn có giá thuê 300 triệu đồng là cơ sở kinh doanh mới mà Huỳnh Phương vẫn chưa kể khai trương. Điều này đã làm anh hao hụt, tổn thất rất nhiều chi phí. Giờ đây mọi người cũng chỉ biết mong dịch chóng qua, cuộc sống trở lại bình thường, để mọi người đều được làm việc có thu nhập bù lỗ. Thúy Diệm rớt nước mắt vì xa con lâu ngày. Đi đóng phim ở Bình Thuận và không thể về nhà suốt 2 tháng ngay vì Covid-19, khiến Thúy Diệm day dứt, nhiều lúc khóc thầm vì nhớ con. Dự án phim Cát Đỏ do Thúy Diễm làm diễn viên chính khởi quay từ tháng 10/2019, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cô quay lại phim trường ở Bình Thuận và từ đó chưa được về nhà gặp con trai vì dịch bệnh. Chấp hành cách ly xã hội nên Thúy Diễm dù đã hoàn thành tất cả cảnh quay vẫn phải ở lại Bình Thuận, chưa thể về Sài Gòn. Cô mong ngóng từng ngày từng giờ được đoàn tụ với ông xã Lương Thế Thành và con trai. Thúy Diễm tin tưởng ông xã rất đảm đang, lại có thêm sự giúp đỡ của ông bà nội nên chắc chắn Bảo Bảo sẽ được chăm sóc cẩn thận, trong lòng người mẹ vẫn chẳng yên. Tôi nhớ con da diết, lúc nào cũng mở camera để xem Bảo Bảo ở nhà thế nào, nhưng vẫn chẳng thể yên tâm hoàn toàn. Nhiều lúc tôi không kiềm chế được, cứ rớt nước mắt hoài. Chưa bao giờ tôi xa con lâu đến thế, Thúy Diễm kể với báo. Trước khi dịch bệnh ập đến, Thúy Diễm thường tranh thủ nửa ngày hoặc một ngày nghỉ quay để lái xe về nhà, dù chỉ kịp ôm con một cái rồi lại đi. Hai tháng nay cô không thể làm thế vì muốn đảm bảo sức khỏe cho con cũng như chồng và bố mẹ chồng ở nhà. Ngày trở lại phim trường cách đây 2 tháng, nữ diễn viên đã đặt mua sữa, bỉm và nhu yếu phẩm nhiều đến mức hàng chất đầy các lối đi. Cô dặn ông xã và bố mẹ chồng chỉ ở nhà dùng đồ dự trữ, không được ra đường. Mỗi ngày gọi điện về, cô cũng không quên nhắc đi nhắc lại cả nhà phải phòng dịch cẩn thận, khiến ông xã Lương Thế Thành đôi khi phát cáu. Anh hay vừa cười vừa bảo một mình chăm con không mệt bằng nghe vợ cầm ràm từ xa. Ngày 12 tháng 4 là kỷ niệm 4 năm cưới của Thúy Diễm Lương Thế Thành. Cặp đôi lần đầu xa nhau trong dịp này và chỉ có thể dành cho nửa kia những lời chúc mừng qua FaceTime hoặc mạng xã hội. Xa nhà trong thời gian dịch bệnh khiến Thúy Diễm yêu ông xã và gia đình nhiều hơn. Chưa bao giờ cô cảm thấy quý trọng cảm giác sum vầy đến thế. Từ ngày vợ đi làm xa, Lương Thế Thành chỉ quanh quẩn với việc chăm con. Sáng sáng anh làm đồ ăn cho bé, chơi với con đến trưa rồi ru con ngủ. Buổi chiều anh lại vào bếp nấu nướng, cho ăn, đùa giỡn, đọc sách cho đến giờ bé ngủ.
Nhà không có giúp việc nên anh tự quét dọn rửa chén bát. Chỉ đến khi bảo bảo yên giấc anh mới có thời gian cho riêng mình bằng cách ra ban công hóng mát hoặc nhâm nhi cà phê. Hàng ngày Lương Thế Thành gọi điện hỏi thăm công việc của vợ, động viên cô giữ sức khỏe. Anh chấp nhận làm hậu phương cho bà xã thời gian này để cô chuyên tâm với niềm đam mê của mình. Nam diễn viên từng viết lời ngọt ngào cho vợ, hai đứa mình đã cùng nhau trải qua được 4 năm cuộc sống hôn nhân rồi đó. Buồn có, vui có, cãi vã với nhau cũng có, nhưng sau tất cả lại làm cho anh yêu em và trân quý em nhiều hơn. Cảm ơn em đã tin và trao cả trái tim cho anh không dám hứa gì nhiều, chỉ dám hứa là sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em lẫn con, cho tới lúc anh không còn đủ sức lực nữa thì thôi. Dù cho sau này già đi, tay anh có run, mắt anh có mờ, anh cũng vẫn muốn viết những dòng chúc phúc như vậy để tặng cho em. Em cũng biết anh không giỏi viết văn chương, anh chỉ biết nói lên tất cả những cảm xúc thật của mình dành cho em thôi. Anh mong em hãy đón nhận nó như món quà tinh thần mà anh dành tặng cho em nhân kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Nguyễn Ngọc Thúy Diễm sinh năm 1986, còn Lương Thế Thành sinh năm 1982. Cặp đôi yêu nhau sau khi đóng chung nhiều bộ phim truyền hình như Trái Tim Hoa Hồng, Sau 4 tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa. Họ làm đám cưới vào tháng 4, 2016, sau hơn 2 năm yêu. Cặp diễn viên có con trai đầu lòng hồi tháng 6, 2018. Lâm Khánh Chi nói về tin đồn ly hôn chồng, tôi đã dọn về nhà bố mẹ đẻ được mấy hôm rồi. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã dọn về nhà mẹ đẻ sống, còn ông xã Phi Hùng ở nhà của hai vợ chồng. Cô cho biết, sức khỏe mình rất yếu, đang phải truyền nước biển sau biến cố vừa qua. Vợ chồng Lâm Khánh Chi được cho là trục trặc hôn nhân, khi mới đây ca sĩ chuyển giới này mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xung vầy. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và chồng trẻ kém 8 tuổi Nguyễn Phi Hùng gặp trục trặc. Xem lại lịch sử chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi, công chúng còn bất ngờ hơn khi cô đề cập chuyện dọn về nhà ba mẹ đẻ sống. Người đẹp chuyển giới chia sẻ, có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta xong vầy, Khánh Chi dọn đồ về nhà ba mẹ ở đây. Chiều 13 tháng 4, chia sẻ với phóng viên Người Đưa Tin, Lâm Khánh Chi cho hay, từ qua đến nay, nhiều người liên lạc với tôi để hỏi về chuyện riêng, nhưng tôi mệt nên không trả lời được, cũng không muốn nói nhiều về chuyện riêng. Tôi chỉ chia sẻ một điều, đúng là tôi mới dọn về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Vài ngày nữa khỏe hơn, tôi sẽ chủ động kể hết câu chuyện của hai vợ chồng. Và chia sẻ lý do tôi về nhà bố mẹ ruột mình vào lúc này. Tôi và anh Hùng tạm thời không sống chung nữa. Anh Hùng vẫn ở lại nhà cũ của chúng tôi để trong cô shop thời trang mỹ phẩm. Tôi đang buồn và mệt nên không nói gì nữa đâu. Nữ ca sĩ chuyển giới chia sẻ thêm, cô bị sốc thuốc do uống giảm đau. Loại thuốc này chỉ được uống khi no. Nhưng vào cuối tuần qua, Lâm Khánh Chi đã uống lúc chưa ăn gì, dẫn đến co giật, tay chân bủn rủn, không thở được. Cô cho biết hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu, còn phải truyền nước biển. Hồi tháng 1 năm nay, vợ chồng Lâm Khánh Chi còn cuống quýt mặn nồng. Họ tổ chức tiệc kỷ niệm 2 năm ngày cưới, kết hợp làm hôn lễ hoành tráng cho 10 cặp đôi trong cộng đồng LGBT hôm 11 tháng 1. Trong sự kiện, Lâm Khánh Chi gặp lại người yêu cũ. Nhưng ông xã không ghen, mà còn ủng hộ vợ tổ chức đám cưới do tình cũ. Ca sĩ chuyển giới Tình Hạnh Phúc chia sẻ, chồng trẻ rất hiền và luôn yêu chiều cô. Tổ ấm của họ thêm trọn vẹn khi có thành viên mới là bé Thiên Long. Từ cuối năm 2018, nhóc tì chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng là ca sĩ được yêu thích những năm 2000 với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Chồng cô tên Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Họ làm đám cưới vào cuối năm 2017. Thời gian qua, cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Lê Dương Bảo Lâm hé lộ giới tính con thứ hai vợ mang thai là tình cờ. Thời gian này Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang ở nhà và tích cực phụ vợ cùng người thân buôn bán hàng online. Anh vừa hé lộ giới tính đứa con thứ hai sắp chào đời. Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là một diễn viên hài quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Thời gian sau anh xuất hiện nhiều trên game show và cũng được khán giả nhớ đến nhờ khả năng livestream. Thường xuyên rơi vào các nghi vấn liên quan giới tính, nhưng thực tế anh đã có vợ tên Quỳnh Anh, một cô con gái và bà xã hiện đang mang thai em bé thứ hai. Lê Dương Bảo Lâm hé lộ giới tính đứa con thứ hai sắp chào đời. Nam diễn viên hé lộ giới tính con thứ hai.
Những ngày qua, khán giả khá bất ngờ trước thông tin chị Quỳnh Anh. Tin thân mật là Quỳnh Quỳnh đang mang thai. Đây là đứa con thứ hai của cặp đôi sau khoảng 3 năm về chung một nhà. Mới đây nhất trên livestream tâm sự với khán giả trong lúc đợi vợ làm việc, thì Lê Dương Bảo Lâm đã hé lộ về giới tính của thai nhi. Cụ thể vài tháng tới cả hai sẽ tiếp tục chào đón thêm một bé gái nữa. Quỳnh Anh cũng hào hứng khoe sẽ đặt tên bé là Bảo Ngọc, em gái Bảo Nhi. Cặp đôi đã có 10 năm gắn bó với nhau từ lúc yêu cho đến kết hôn. Anh cho biết tin vui này là vô tình, không nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Ban đầu cả hai muốn 2021 mới có thêm thành viên mới, nhưng lộc trời cho này đến sớm hơn dự kiến và cả hai vui vẻ đón nhận. Giờ đây kinh tế của họ tốt, nên chuyện có thêm con cũng không mấy áp lực. Lê Dương Bảo Lâm lo lắng khi vợ mê làm việc. Quán quân Cười Xuyên Việt cho biết mình rất mê con gái, không biết cảm giác của mọi người sẽ như thế nào. Nhưng dù đang có một cô công chúa nhưng anh vẫn hớn hở khi hay tin sắp đón thêm một bé gái nữa. Mỗi ngày cô cùng đều nhân viên vật lộn với kho hàng hóa. Tuy nhiên điều khiến Lê Dương Bảo Lâm lo lắng chính là tình hình công việc của cô. Quỳnh Anh vốn là người siêng năng giỏi giang, nên đang trong những ngày đầu của thai kỳ cô vẫn làm hết công suất. Mỗi ngày livestream bán hàng online đến vài lần, nói chuyện liên tục và còn bỏ sức lực để đóng hàng. Dù chồng cản trở và muốn cô nghỉ ngơi, nhưng Quỳnh Anh không đồng ý, cô không thể ở yên nếu không lao động. Thậm chí cô còn tự lái xe đi phát quà từ thiện cho người nghèo trong mùa dịch. Anh kể có lúc 3 giờ sáng không thấy vợ ngủ, quay sang hỏi thăm thì bà xã nói rằng cô lo lắng, mong trời sáng để dậy làm việc tiếp, đóng hàng để gửi cho khách. Hiện tại trong thời gian nghỉ dịch nên Lê Dương Bảo Lâm cùng về Long Thành để phụ vợ buôn bán hàng. Anh muốn đỡ đần để Quỳnh Anh không quá mức sức. Việc bà xã mang thai, tổ ấm hạnh phúc là câu trả lời chính xác cho nghi vấn giới tính của nam diễn viên hài.